Các em thân mến, việc dạy và học các môn khoa học tự nhiên trong các trường học hiện nay đang được đổi mới với nhiều hình thức phong phú nhằm phát huy tối đa việc tự học, sáng tạo của học sinh. Đã có nhiều mô hình giáo dục trực quan ra đời thu hút sự yêu thích, say mê học của các em học sinh. Các em thân mến, ngày hôm nay chương trình Tạp chí Thiếu Nhi sẽ giới thiệu với các em một mô hình học tập thực tiễn mới đang được trường Trung học cơ sở Sương Giang, thành phố Bắc Giang đưa vào ứng dụng. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đó là mô hình học tập gì nhé. Xin chào các em. Các em có thể giới thiệu với các bạn xem truyền hình về nhóm của mình được không? Xin chào các bạn. Nhóm chúng mình là nhóm Kỹ sư Công nghiệp Nhí của trường Trung học cơ sở Sương Giang. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một mô hình mới, đó là vườn thực nghiệm công nghệ nông nghiệp công nghệ cao của trường Trung học cơ sở Sương Giang. Các bạn thân mến, sau đây mình sẽ giới thiệu về thành viên cũng như là phần việc mà các bạn phụ trách trong khu vườn thực nghiệm này. Đầu tiên mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đỗ Thị Năng, phụ trách phần công việc hệ thống trồng rau thủy canh. Mình tên là Nguyễn Phương Thảo và bạn Nguyễn Thị Ánh, phụ trách phần việc ươm cây giống. Mình là Hà Đức Hải, phụ trách bể chứa dung dịch ạ. Mình là Nguyễn Văn Mạnh, mình là phụ trách việc bảo quản mô hình trồng rau thủy canh. Mình là Nguyễn Đức Long, mình phụ trách hai trụ được trồng cây bằng phương pháp thủy canh. Còn mình là Nguyễn Thanh Linh, mình phụ trách hệ thống tưới nhỏ giọt. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng vào thăm khu vườn để tham gia hoạt động trải nghiệm của chúng mình nhé. Mô hình vườn thực nghiệm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao được xây dựng với diện tích khoảng 20m², trong đó bao gồm hệ thống nhà màng, xung quanh bao lưới chống côn trùng, một hệ thống trồng rau theo hướng hiện đại thủy canh hồ lưu tự động, một hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ của Israel, hệ thống bơm tự động hẹn giờ. Các bạn thân mến, bây giờ mình là người phụ trách chung của trường Trung học cơ sở Sương Giang. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn vườn ươm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của trường Trung học cơ sở Sương Giang. Đây là hệ thống nhà màng được có mái bao phủ bằng ni lông, có tác dụng là để giảm nhiệt độ xuống dưới cây và vẫn có thể ánh nắng vẫn có thể xuyên qua để cho cây có thể quang hợp tốt. Còn đây là lớp lưới chống côn trùng để những côn trùng gây bệnh không thể bay qua và xâm nhập và gây hại cho cây được. Các bạn thân mến, trong nhà màng có 3 hệ thống cơ bản. Và đây là hệ thống thủy canh hồ lưu tự động. Các bạn có thấy những cây được áp dụng bằng phương pháp này đang lớn rất là nhanh và xanh tốt. Tiếp theo, mình xin giới thiệu các bạn, đây là hai cột trồng rau khí canh của trường mình. Để có thể làm được hai cột này thì chúng mình đã phải bỏ ra những công sức và chúng ta là những sản phẩm rất là công phu của chúng mình. Và cuối cùng, đây là một hệ thống tưới rất là ưu việt của chúng mình, đó là hệ thống tưới nhỏ giọt. Và để tìm hiểu rõ hơn về cách vận hành cũng như hoạt động của những ứng dụng này thì mời các bạn đến với từng thành viên phụ trách của nhóm mình. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về công đoạn chuẩn bị hạt và ươm cây con. Đây là bước đầu tiên của quá trình thực nghiệm trồng cây nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong vườn thực nghiệm của trường Trung học cơ sở Sương Giang đấy các em ạ. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách ươm cây giống. Đây là một bước đầu tiên trong vườn thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao của chúng mình. Đầu tiên chúng ta sẽ ngâm hạt theo công thức 2 sôi 3 lạnh. Công đoạn này được kéo dài 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Sau khi ngâm hạt vào nước thì chúng ta sẽ vớt hạt ra và ủ cho đến khi bao giờ hạt nước nang thì mình sẽ lấy hạt mầm và bỏ vào giọ ươm. Thì sau 15 hoặc 20 ngày thì sẽ được những cái cây non và mầm, nó sẽ chồi mầm lên như thế này. Khi được những cây con như thế này thì chúng ta sẽ đặt vào những hệ thống hồi canh thủy lưu. Bạn
bạn có thể thấy khi làm thực hiện tốt được các bước ươm cây giống này thì chúng ta có thể làm ra được những cái cây non, nó sẽ phục vụ tốt cho những việc trồng và chăm sóc về sau. Mỗi công đoạn đều rất quan trọng và cần có sự nghiên cứu chi tiết tỉ mỉ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Nguyễn Văn Mạnh, thành viên phụ trách phần bể chứa dung dịch dinh dưỡng, để xem công việc của bạn ấy cần phải làm những gì các em nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hà Đức Hải, mình sẽ phụ trách phần việc bể chứa dung dịch. Đây có thể gọi là phần xương sống của cái mô hình này ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy mẫu nước ở trong bể lọc. Chúng ta đo độ pH của nước. Các bạn thấy độ pH ở đây đang là xấp xỉ 6,3. Nó sẽ phù hợp cho trồng các cây trồng ở đây ạ. Các bạn thân mến, tiếp theo mình sẽ đo nồng độ dinh dưỡng trong nước. Đây là bút đo nồng độ dinh dưỡng ạ. Như các bạn đã thấy, hiện tại thì trong độ dinh dưỡng của nước là bằng 200. Điều này nó cũng không đủ để cho cây, tí nữa mình sẽ đổ thêm chất dinh dưỡng vào trong bể để có thể cho cây một chất dinh dưỡng tốt nhất là từ 700 đến 800 ạ. Một phần việc không thể quên của mình đó chính là hàng ngày mình sẽ đo và ghi chép lại kết quả của mình được ra giấy ạ. Các em có biết phương pháp trồng rau bằng khí canh bao giờ chưa? Được biết, đây là phương pháp trồng rau không phải chăm bón, tưới tắm, cải tạo đất, làm cỏ cho rau, nhưng vẫn có vườn rau sạch, tươi tốt, ăn quanh năm. Chúng mình cùng gặp gỡ với thành viên tiếp theo, bạn Nguyễn Đức Long, phụ trách nghiên cứu về kỹ thuật trồng rau này các em nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Đức Long, mình là một thành viên khá là quan trọng của nhóm kỹ sư nông nghiệp Nhí. Đây là phần mình phụ trách, hai chục khí canh được trồng cây bằng công nghệ khí canh, cấu tạo bao gồm một cái bể và những hai cột trụ và những cái rọ cây. Ban đầu nước được bơm từ máy bơm lên từ bể lên trên và sau đó nước sẽ chảy xuống từng rọ một. Như ta có thể thấy, nước chảy vào rọ cây khiến cho cây được tuần hoàn, nước chảy liên tục khiến cho cây không bị ngập úng và có thể phát triển tốt. Với công nghệ này, ta có thể trồng được những cây rau sạch giúp cho người tiêu dùng ăn, và hai cái trụ này khi có thể giúp chúng ta tiết kiệm được không gian đô thị. Nổi bật nhất trong các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của vườn thực nghiệm trường Trung học cơ sở Sương Giang phải kể đến mô hình trồng rau bằng dàn thủy canh hồi lưu tự động. Để tìm hiểu về nguyên lý hoạt động và tác dụng của hệ thống này, chúng ta hãy cùng gặp gỡ thành viên tiếp theo của nhóm kỹ sư nông nghiệp Nhí các em nhé. Xin chào các bạn, mình xin giới thiệu đây là hệ thống trồng rau thủy canh hồi lưu tự động và sau đây mình xin phép được giới thiệu về cách vận hành của nó. Hệ thống trồng rau thủy canh hồ lưu tự động nó sẽ vận hành, đầu tiên là máy bơm nước sẽ bơm nước từ bể chứa dung dịch lên qua các ống dẫn và chảy vào các máng có chứa các rọ chứa cây có chứa các rọ trồng cây. Sau đó rễ cây sẽ hấp thụ các chất dinh dưỡng từ các nước từ dung dịch. Sau đó nước sẽ tiếp tục truyền tiếp chảy hết qua các máng. Sau đó nước sẽ lại tiếp tục hồi lưu về bể. Và hệ thống trồng rau thủy canh này nó sẽ mang lại rất nhiều ưu điểm, đó là không sử trồng cây mà không cần sử dụng đất mà chỉ cần sử dụng các dung dịch dinh dưỡng. Tiếp theo đó là mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng, thời gian trồng cây ngắn. Và đặc biệt hơn nữa là hệ thống của mình mà mình phụ trách sẽ đặt máy hẹn giờ ở đây, cứ 1 tiếng thì nước sẽ được bơm lên 1 lần nhằm giúp tiết kiệm điện và giúp tiết kiệm nước cho hệ thống ạ. Hệ thống ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao cuối cùng có trong vườn thực nghiệm là hệ thống tưới nhỏ giọt với nhiều tác dụng ưu việt, mang lại nhiều hiệu quả trong nông nghiệp. Xin chào các bạn, đây là hệ thống tưới nhỏ giọt của vườn ứng dụng thực nghiệm công nghệ cao. Và quy trình của hoạt động này như sau.
nước sẽ được, dung dịch sẽ được lấy từ bể chứa dung dịch dinh dưỡng đi qua ống dẫn, và điểm cuối cùng là sẽ đến các đầu của vòi tưới nhỏ giọt. Đây, các bạn có thể thấy là chất dinh dưỡng sẽ được bơm thẳng vào cây như thế này. Và bọn mình có thể điều chỉnh hệ thống này qua một cái van tổng như thế này. Với hệ thống tưới nhỏ giọt này thì sẽ giúp tiết kiệm được 50-70% nước và giúp cây hấp thụ được chất dinh dưỡng được tốt nhất để giúp cây dễ phát triển. Với mô hình vườn thực nghiệm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, các em học sinh đã tiếp cận với khoa học công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Theo đó, giúp cho các em học sinh nuôi dưỡng niềm đam mê tìm tòi, nghiên cứu khoa học, áp dụng vào thực tế cuộc sống hàng ngày và trong các bài học trên lớp. Khi được trực tiếp tham gia trồng và chăm sóc cây qua các hệ thống của trong vườn thì em cảm thấy là các mô hình này nó sẽ giúp ta rất nhiều kỹ năng và kiến thức về sinh học để trồng cây như thế nào cho tốt mà không cần phải sử dụng đất, và để tiếp thu được những cái khoa học công nghệ hiện đại mới hơn để áp dụng vào nông nghiệp để giúp cho người dân giảm cái sức lao động đi. Em rất thích những hoạt động ở trong trồng cây cũng như chăm sóc cây ở trong vườn như thế này, nó tạo cho em rất là nhiều những kiểu cảm xúc vui. Bên cạnh đó còn là những kỹ năng giúp cho em kiểu rèn luyện bản thân mình tốt hơn, có những tính kiên trì, cẩn thận và chăm chút cho cây tốt hơn. Cái vườn này nó có rất là hiệu quả đối với cái việc mà các em học sinh được xuống vườn để làm cái việc thực tế và biết được là cái quy trình hoạt động cũng như là cái các bước của cái việc mà trồng cây ứng dụng khoa học công nghệ cao. Và đặc biệt thì trong cái mô hình này thì nó cũng được các cô thầy cô rất là ủng hộ, vì nó có thể là trong những cái môn học như là sinh học, hóa học hoặc là vật lý, là các cô trong những giờ thực hành ấy là có thể đưa các em xuống thực hành tại vườn ứng dụng khoa học công nghệ này. Được sự giúp đỡ hỗ trợ của đoàn viên thanh niên phường Sương Giang và chi đoàn Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Giang đã triển khai mô hình vườn thực nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ cao vào nông nghiệp tại khuôn viên trường Trung học cơ sở Sương Giang, thành phố Bắc Giang, đã giúp các em học sinh chủ động tiếp cận sớm với khoa học công nghệ và đặc biệt là việc ứng dụng khoa học công nghệ vào trong nông nghiệp. Vườn thực nghiệm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thì được đoàn phường Sương Giang triển khai từ năm 2018 và triển khai trên địa bàn của trường Trung học cơ sở Sương Giang, với mục đích là mong muốn các em học sinh là được có những cái trải nghiệm thực tế, có những cái góc nhìn thực tế đối với mô hình nông nghiệp, đặc biệt là việc ứng dụng các cái công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp. Trong giai đoạn hiện nay thì những cái nội dung mới mẻ đấy thì sẽ giúp cho các em có những kiến thức phong phú hơn và mới hơn. Thì trong thời gian tới thì đoàn phường cũng sẽ tiếp tục đồng hành với trường Trung học cơ sở Sương Giang. Chúng tôi sẽ chuyển giao về khoa học kỹ thuật, về cách vận hành mô hình cũng như là cách chăm sóc cây, chăm sóc các cái hệ thống ở trong mô hình. Và thời gian tới thì chúng tôi cũng mong muốn là từ mô hình này thì có thể là nhân rộng ra thêm các cái mô hình khác. Mô hình vườn thực nghiệm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, bởi rất cần thiết để các em học sinh có được cái nhìn thực tế của việc áp dụng khoa học công nghệ vào trong đời sống. Các sản phẩm từ mô hình sẽ được sử dụng với mục đích gây quỹ để hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có thành tích cao trong học tập. Về phía lãnh đạo nhà trường đã giao cho cô tổng phụ trách đội tiếp quản cái mô hình này với cái mục tiêu là để triển khai tới các nhóm các cháu học sinh để các cháu được tiếp cận với cái mô hình và thực hành để làm và trải nghiệm, giúp các em có những cái trải nghiệm để trong cái kỹ năng ở trong cái các cái hoạt động và qua đó thì cũng có thể là nâng cao cái chất lượng giáo dục chung. Về cái kết quả của mô hình, chúng tôi cũng định hướng là nếu có cái kết quả sản phẩm ấy thì sẽ được bán để gây quỹ
quỹ để dành cho các học sinh nghèo trong khó khăn trong học tập. Các bạn thân mến, chúng mình vừa giới thiệu cho các bạn về các hệ thống có trong nhà vườn. Các bạn hãy cùng đến trường Trung học cơ sở Dương Giang để chúng mình cùng tham gia trồng và chăm sóc cây bằng những hệ thống mới, hiện đại và được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Chúng mình hãy cùng làm những kỹ sư nông nghiệp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.